Ủng hộ Quế Vân lên tiếng vạch mặt Trường Giang, Lương Bằng Quang bị ném đá dữ dội. Sau những chia sẻ về việc ủng hộ Quế Vân vạch trần con người Trường Giang, Lương Bằng Quang bị khủng bố bởi cộng đồng mạng. Chuyện tình cảm của Trường Giang nhà Phương Nam Em đã gây ồn ào showbiz Việt thời gian gần đây. Quế Vân, người từng dính vào lùm xùm chuyện tình cảm với Trường Giang 2 năm trước, lên tiếng bênh vực Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 và bị chỉ trích bởi cư dân mạng. Mới đây, ca sĩ Lương Bằng Quang đăng tải trên trang cá nhân rằng anh ủng hộ việc Quế Vân vạch mặt Trường Giang, anh viết, chính thức hâm mộ Quế Vân. Thích cách cô ấy nói chuyện chắc, rõ và cảm xúc thật, là đàn ông thì mình miễn ý kiến anh Giang. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã có những bất đồng quan điểm với nam ca sĩ. Là một người ngoài cuộc chia sẻ những ý kiến về vụ việc, nhưng Lương Bằng Quang lại bị ném đá dữ dội. Trước đó, khi chứng kiến cảnh Nam Em bị áp lực lớn từ dư luận sau khi công khai mối quan hệ với Trường Giang, Quế Vân đã lên tiếng bênh vực bản thân của mình. Cô chia sẻ rằng nam danh hài là người nguy hiểm, mọi cô gái cần phải tránh xa. Người đẹp cho biết, tôi khẳng định luôn với Trường Giang, chỉ cần tử tế với nhau thôi, không ai làm tổn thương ai hết. Còn nếu có những hành động như vậy thì đó là người khốn nạn. Tình cũ Trường Giang còn đăng tải những ưng ý trên trang cá nhân rằng, 2 năm trước cả nước không tin tôi, nghĩ tôi lợi dụng, vậy 2 năm sau lại có người minh chứng cho tôi, liệu có phải quả báo đến sớm hay muộn không quý vị? Lời tôi kể thật bây giờ chắc sẽ được tin đấy nhỉ, mà ngẫm lại ai xấu với tôi, ai hại tôi, đều có cái kết buồn. Cách đây 2 năm, Quế Vân từng công bố đoạn clip công khai mối quan hệ trên mức thân thiết với nghệ sĩ hài Trường Giang, và sau đó cô lại nhận về sự chỉ trích lớn từ dư luận và bị nghi án cố tình lợi dụng nam danh hài để nổi tiếng, chứng kiến cảnh bản thân chịu đựng áp lực. Vì vậy, người đẹp một lần nữa đứng ra vạch mặt Trường Giang, đứng về phía Nam Em. Tôi cho rằng Trường Giang nghĩ không thể có được Nam Em ở điều quý giá nhất nên anh ta đã ra đi. Trước đó anh ta cũng ra đi khỏi rất nhiều cô gái khác với những lý do khác nhau, chân dài Hà Thành bộc bạch. Dàn sau việc nô nức tới dự đám cưới Khắc Việt ở Yên Bái. Đám cưới của ca sĩ Khắc Việt tại quê nhà Yên Bái có sự góp mặt của nhiều người bạn thân trong giới showbiz như Trung Quân, Quốc Thiên, Tú Dưa. Sáng 24 tháng 3, đám cưới của Khắc Việt và bà xã DJ Thanh Thảo đã diễn ra tại Yên Bái. Khắc Việt chọn vest trắng lịch lãm xuất hiện cùng cô dâu xinh đẹp. Được biết vào ngày 1 tháng 4 tới đây, nam ca sĩ sẽ tổ chức tiệc báo hỷ tại Hà Nội để mời bạn bè và người thân. Vừa qua, những người bạn thân của Khắc Việt trong làng giải trí đã không ngại đường xa mà tới chung vui cùng chàng nhạc sĩ như Quốc Thiên, Hồng Quế, Trung Quân và Tú Dưa. Khắc Việt cười tươi rói đầy hạnh phúc bên cô dâu. Ca sĩ Vũ Duy Khánh, Hồng Quế, Quốc Thiên không thể vắng mặt trong ngày vui của Khắc Việt. Hồng Quế nhí nhảnh selfie cùng chú rể. Thành Trung đảm nhận vai trò MC. Khắc Hưng, em trai Khắc Việt chụp ảnh bên chiếc siêu xe đón dâu. Khắc Hưng chụp ảnh cùng Trung Quân. Cô dâu Thanh Thảo hạnh phúc trong ngày cưới, chụp ảnh vui vẻ bên một người bạn thân. Những khoảnh khắc đẹp trong đám cưới của Khắc Việt và vợ DJ ở quê. Cả hai hạnh phúc trong vòng tay của hai bên gia đình và người thân trong ngày trọng đại tại quê nhà Yên Bái. Sáng 24 tháng 3, đám cưới của nam ca sĩ Khắc Việt và bạn gái DJ Thanh Thảo đã được diễn ra trong sự chúc phúc của khá nhiều bạn bè và người hâm mộ. Theo đó, Khắc Việt và gia đình đã lên Hà Nội đón dâu và đưa về quê nhà Yên Bái thực hiện lễ cưới hoành tráng tại đây. Gia đình Khắc Việt đã chuẩn bị cho ngày trọng đại này của con trai hết sức chỉnh chu. Từ vài ngày trước, mọi thứ đã được sẵn sàng và mọi người cùng nhau ăn uống linh đình. Cả hai thực hiện nghi thức lễ cưới trước gia đình và nhiều quan khách. Thành Trung về tận Yên Bái để làm MC cho lễ cưới. Cô dâu và chú rể cũng mời rượu bố mẹ hai bên. Bố mẹ của cặp đôi đều vui mừng khi thấy hai con có một cái kết hạnh phúc. Ngoài chiếc nhẫn cầu hôn, Thanh Thảo còn được bố mẹ hai bên tặng khá nhiều trang sức đắt giá. Vợ Khắc Việt còn tranh thủ livestream trong lúc làm lễ. Sự kiện này thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả và cánh truyền thông. Người thân tại quê nhà Yên Bái rất đông. Cô dâu vui vẻ chụp ảnh cùng bạn bè. Từ khi công khai mối quan hệ, cặp đôi này luôn làm mọi người ghen tị vì độ ngọt ngào lãng mạn.
Bởi thế khi cả hai tiến đến hôn nhân lại càng làm cho khách giả thích thú hơn. Được biết họ sẽ tổ chức thêm một tiệc cưới hoành tráng vào ngày 1 tháng 4 ở Hà Nội. Quế Vân, nếu là Nhã Phương, tôi sẽ rất xấu hổ về Trường Giang. Nếu là Nhã Phương, tôi sẽ rất xấu hổ vì người bạn trai này. Sau khi đã làm ra nhiều chuyện như thế, nếu tôi vẫn làm đám cưới với người này, tôi không thấy hãnh diện, Quế Vân khẳng định. Những ngày qua, nam em trở thành tâm điểm làng giải trí sau khi công khai tình yêu trong bóng đêm với Trường Giang. Lời thú nhận 30 ngày yêu tưởng chết với chàng hề xứ Quảng của người đẹp miền Tây đã nhận được sự đồng cảm của Quế Vân, người từng nhận là bạn gái cũ của anh. Sau khi bốc bài tán gái trăm lần như một, cùng lời cảnh báo Trường Giang, nữ ca sĩ gốc Hà Thành tự nhủ, quên cũng là một lẽ sống và rời xa cũng là một cách để yêu thương. Tuy nhiên, khi tự nhận thấy Trường Giang rất nguy hiểm, mọi cô gái phải cương quyết tránh xa, Quế Vân quyết định nói một lần cho rõ. Tham gia talk show lần đầu kể thật trên báo, trưa ngày 23 tháng 3, giọng ca nỗi đau từ người em tin nhất đã bày tỏ suy nghĩ của mình về scandal tình ái liên quan tới người cũ và đàn em. Cho biết từng có 2 năm chung sống với nam em, Quế Vân cho hay, có thể cả nước này không biết về nam em, nhưng tôi là người rõ nhất. Nam em là một cô gái vẫn còn chân trắng, chưa từng trải qua một người đàn ông nào về thể xác. Nam em luôn sợ phải trao sự chân trắng cho đàn ông khi không có đủ niềm tin. Cảm thông với nam em, Quế Vân cũng chia sẻ buồn vui quanh mối tình cũ với nam danh hài Đức Quảng. Lúc đó tôi gặp Trường Giang ở một game show truyền hình. Lần đầu gặp, cả hai đã nhìn nhau bằng ánh mắt khác thường. Sau nhiều lần trò chuyện, Trường Giang rủ tôi lên Đà Lạt chơi. Trong trường quay trên đó, Trường Giang công khai thể hiện tình cảm với tôi. Tại đây, chúng tôi bén duyên nhau. Kể về mối lương duyên với Trường Giang, giọng ca và em biết cũng tiết lộ tính cách của tình cũ. Theo đó, Đào Hoa là tính cách được nữ ca sĩ nhận định về bạn trai Nhã Phương. Minh chứng cho suy nghĩ của mình, nữ ca sĩ Anh Về Đâu kể lại, tôi hiểu cảm giác của nam em ngày hôm nay. Trường Giang là một người đàn ông rất hiểu tâm lý con gái. Sau nhiều lần tâm sự qua lại, tôi được Trường Giang mời đi xem hài. Tôi rất vui khi Trường Giang vừa diễn trên sân khấu, vừa đưa mắt xuống khán đài nhìn tôi trìu mến thay vì nhìn khán giả. Tôi rất vui vì thấy mình là quan trọng nhất. Đến một lần khác, tôi lại được mời đi xem. Đang tâm trạng vui, tôi bị hụt hẫng vì Angela Phương Trinh cũng được mời vào vị trí ngay bên cạnh. Hóa ra khi ấy Trường Giang chuẩn bị đóng phim với Angela Phương Trinh. Tuy nhiên hôm nay khác hôm trước, vì khi Trường Giang lên sân khấu, chỉ nhìn xuống Angela Phương Trinh mà không nhìn tôi. Lúc ấy tôi rất buồn và ra xe đi về. Một lần khác tôi giận Trường Giang, vào một ngày khi anh ấy muốn công khai, chúng tôi hẹn những người bạn thân biết câu chuyện để ra mắt. Ngày hôm đó đến nhà một người bạn của tôi, cô bạn gái ấy của tôi rất xinh đẹp. Trước khi đến nhà bạn gái ấy, Trường Giang rất yêu thương tôi, anh ấy nấu ăn cầm tay dắt tôi. Nhưng khi vừa vào đến nhà của người bạn, thấy cô ấy đẹp nên Trường Giang hoàn toàn chỉ quay sang nhìn và khen bạn tôi là em đẹp quá, anh hâm mộ em. Hơn một tiếng Trường Giang chỉ tập trung vào bạn gái đó mà quên mất Quế Vân đang ngồi bên cạnh. Chứng kiến như vậy tôi buồn lắm, tôi thắc mắc tại sao người đàn ông này lại như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi bị cảm xúc như thế, bạn gái đó và tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy xấu hổ cho tôi. Sau đó mọi người bảo tôi đi về, nhưng Trường Giang lại không muốn. Anh ấy muốn ngồi lại để ngắm người bạn gái của tôi, tôi rất bực mình và buồn. Thế nhưng khi vừa ra ngoài đóng cửa lại, Trường Giang đã cầm tay tôi ngay, lúc đó tôi hất tay Trường Giang ra. Tôi giận vì bây giờ đã nhìn ra sau khi chứng kiến tất cả điều đó. Tôi không hiểu tại sao tốt với Trường Giang mà lại có cái kết như vậy. Tôi đã bị tổn thương rất nhiều, vì thế tôi mới chọn cách đưa tất cả mọi thứ ra công khai, như vậy cho mọi người thấy. Công khai sự tổn thương, Quế Vân cũng vén bức rèm bí mật sau những hạnh phúc của tình cũ và bạn gái Nhã Phương. Tôi có thắc mắc về những lần xuất hiện cùng Nhã Phương khiến tôi buồn. Trường Giang cho biết tất cả điều đó là để chiều lòng fan, chỉ vì showbiz nên anh và Nhã Phương mới sánh đôi đi với nhau như vậy. Không thể nào làm khác được, ý Trường Giang nói là anh ấy không yêu Nhã Phương, nữ ca sĩ cho hay. Từ những gì thuộc về chuyện của mình, Quế Vân bày tỏ quan điểm khi đặt mình vào vị trí của nữ diễn viên tuổi thanh xuân. Tôi nghĩ sau khi xảy ra chuyện với tôi, Trường Giang đã thay đổi, sẽ bù đắp và yêu thương Nhã Phương. Thế nhưng tôi không ngờ, 2 năm sau người em của tôi lại phải chịu nỗi đau tương tự.
tôi sẽ không lấy người đàn ông như vậy sau khi chứng kiến những gì đã trải qua, bởi vì còn gia đình, xã hội cùng nhiều thứ khác. Nếu là Nhã Phương, tôi thấy rất xấu hổ vì người bạn trai này. Sau khi đã làm ra nhiều chuyện như thế, nếu tôi vẫn đứng trên khán đài làm đám cưới với người này, thì cảm thấy không hãnh diện. Tuy nhiên, nếu Nhã Phương vẫn bước qua được, thực sự tôi nể phục cô gái này. Cuối cùng, Quế Vân gửi lời nhắn nhủ tới tình cũ Trường Giang. Sau khi nghe những lời này, có thể anh sẽ ghét và căm hận tôi. Thế nhưng tôi mong rằng anh sẽ thay đổi tâm tính, anh cố gắng thay đổi sự đào hoa và không nên làm bất cứ người con gái nào tổn thương nữa, Trường Giang ạ.